Vậy còn thời gian gần đây thì sao? Việc vận chuyển tiền diễn ra như thế nào? Tại sao không thấy chị thể hiện gì trong bản tường trình? Thời gian gần đây tôi được chỉ đạo nhận tiền từ các hiệu vàng. Tôi đã ghi ở trong bản tường trình. Sau đó thì tôi mang về cho anh Hiếu. Còn anh Hiếu chuyển đi đâu thì tôi không biết ạ. Chị có nhận được mặt người đã giao dịch tiền với mình không? Có ạ. Có trong số những người này không? Dạ thưa chú, công ty Harris nhận tiền đầu tư ngoài sổ sách của quỹ Việt Nando thông qua công ty thứ ba. Cho nên chúng cháu đề xuất cục gửi giấy triệu tập để làm việc với đối tượng này ạ. Công ty Harris vừa thông báo giải thể. Lý do: phá sản. Tiệm vàng Kim Toái là một đầu mối, không sai. Tiệm này còn có mối quan hệ rất sâu ở trên Đông Bình, còn đứng ra bảo lãnh cho một số nhà đầu tư dự án ven hai tuyến đường Hòa Đông. Người Việt phải được dùng hàng tốt, giá tốt. Và xin cam kết là mức lợi nhuận thu về sẽ không vượt quá 5%. Vụ mua bán sinh phẩm có ai khác tác động không? Quy trình của mình thì chuẩn chỉ, mà đứng đằng sau lại có mấy ông anh bà chị đỡ thì bác lo cái gì nhỉ? Không phải là cái gì chúng tôi cũng biết. Có điều chúng tôi luôn biết được những thứ cần biết. Cho nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì ta ký. Không, em không thỏa hiệp với cái sai cái xấu. Vậy trong trường hợp tội phạm là người thân thì anh sẽ tính sao? Đêm nào cũng phải chờ con về, nhìn thấy mặt con thì mẹ mới yên lòng. Con muốn dừng lại. Nội bộ của tỉnh đang rung động rất mạnh. Có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ? Anh có kim bài miễn tử trong tay, đừng quá lo lắng. Vẫn mặt. Win-win, đôi bên cùng có lợi.